Aquaceline, lăn lách không mùi từ châu Âu, ngăn mồ hôi, khử mùi hôi suốt 3 ngày. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Bác sĩ 24/7 được phát sóng vào sáng thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, mùi hôi nách khiến cho chúng ta cảm thấy rất là khó chịu trong những cái hoạt động giao tiếp hàng ngày. Và đặc biệt là đối với những người thường xuyên đổ mồ hôi thì cái việc mà cái vùng cánh tay của mình tỏa ra cái mùi hương cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy tự ti, và đặc biệt là đối với những người đối diện họ cũng không thấy thoải mái. Có thể cái việc này nó đến từ cái gọi là cái bên trong của mỗi người, nó đến từ mùi của cơ thể. Cho nên là chúng ta sẽ cố gắng tìm mọi cách để mà có thể khử mùi trong thời gian ngắn, nhanh nhất và hiệu quả lâu nhất. Tuy nhiên những cái sản phẩm khử mùi mà chúng ta sử dụng thì đôi khi nó chỉ khoảng 3 đến 4 tiếng nhưng mà lại gây ra những cái tác dụng phụ. Ví dụ như nó làm cho cái áo của mình nó bị ố vàng, hay thậm chí là cái vùng mà chúng ta sử dụng nó bị thâm đi, nó bị thâm vàng, thâm sạm đi. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái chủ đề đó là về cách lựa chọn sản phẩm hết ngay hôi nách chỉ sau lần đầu sử dụng. Và đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của thạc sĩ bác sĩ Tạ Quốc Hưng đến từ khoa da liễu thẩm mỹ da của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào bác sĩ. Xin chào MC Nguyên Khang, xin chào quý khán giả xem đài. Và khách mời ngày hôm nay chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị, đó là sự hiện diện của bạn Xuân Lâm. Chào MC Nguyên Khang, xin chào bác sĩ, chào quý vị khán giả. Và trước khi mà chúng ta đến với câu hỏi giao lưu với hai khách mời ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một cái tiểu phẩm của chương trình. Ơi là trời, vừa đẹp trai học giỏi mà tự nhiên bị cái bệnh hôi nách như vậy nè. Có chuyện gì vậy con? Tội nghiệp con trai tôi quá, bị bồ bỏ rồi phải không? Bà, sao con trai á giống ba cái đẹp trai mà mấy đứa con gái á đứa nào cũng không nhận ra cái đẹp trai của con hết vậy ta? Chắc mấy đứa đó nó chưa phát hiện cái tiềm ẩn của con thôi. Dạ không có phải. Ờ mà cũng sắp bị bỏ rồi ba. Gì mà bị bỏ? Thôi có gì á nói với ba đi, biết đâu ba giải quyết được sao? Ba mà giúp con được á là con có mấy bà mẹ kế rồi đó. Thì cứ nói đi rồi ba giúp con. Nếu như ba giúp được là ba giúp con mà. Con an tâm đi. Thì cái này nè. Hả? Trời ơi, hèn chi á, con gái bỏ con là phải rồi. Thì đó, vậy con mới rầu nè. Xấu á, mà không chịu che. Tội nghiệp con trai tôi ghê á. Chỉ có giống tôi một cái á, là đẹp trai thôi. Còn mấy cái khác á thì thua xa. Ba vừa được một bà bạn giới thiệu cho ba một cái sản phẩm á, lăn khử mùi từ dược mỹ phẩm không mùi đến từ châu Âu, Aquaceline, trị mùi hôi nách hiệu quả ngay từ lần đầu sử dụng. Mà không có phải á, giống như là cái chai lăn nách với lại cái xịt khử mùi mà trước đây ba con mình sử dụng đâu nha. Ba dùng cái Aquaceline á, bây giờ á, cơ thể của ba không có còn mùi luôn con. Thấy sướng chưa? Thấy chưa? Ờ hả? Ba đâu còn mùi gì nữa đâu. Con bất ngờ chưa? Kể từ bây giờ con trai của ba đi tìm vợ được rồi ha. Khỏi sợ con gái chê rồi nha. Ờ khoan ba, cái người bạn mà ba nói á mới quen hả? À, bà ta là mẹ đơn thân. Chắc có lẽ là ba xài cái Aquaceline này á nên cơ thể của ba thoải mái, không có mùi hôi. Nên bà kết ba, nếu như á mà ba bước thêm bước nữa con thấy làm sao? Ba thích thì được chứ gì. Con trai của ba. Vâng, thưa bác sĩ Hưng, hai bố con trong câu chuyện này thì đều có chung một căn bệnh, đó là bệnh hôi nách. Thế thì nguyên nhân của căn bệnh này đến từ đâu, và cái bệnh này có phải là nó có di truyền không ạ? Thì cái nguyên nhân mùi hôi nách thì trước hết chúng ta sẽ nói về cái chứng mùi hôi nách trước. Thì chứng mùi hôi nách là một cái những cái vấn đề gọi là tình trạng rất là khó chịu, và nó chứa một cái tỷ lệ rất là lớn trong dân số của chúng ta. Thì những cái người mắc cái chứng hôi nách này nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều trong cái vấn đề gọi là chất lượng cuộc sống của họ, do nó ảnh hưởng tới cái vấn đề những cái giao tiếp trong xã hội. Thì nguyên nhân mà gây ra cái chứng mùi hôi nách nó đến từ thứ nhất là do di truyền, thứ hai một phần cũng là do cái lối sống. Thì như chúng ta biết rằng thì là trong cái vùng nách của chúng ta nó có chứa rất là nhiều những cái tuyến mồ hôi nách, trong đó chia thành hai loại, đó là tuyến mồ hôi dạng nước hay là tuyến mồ hôi eccrine. Thì trong cái tuyến mồ hôi này đa phần cái thành phần nó tiết ra là nước, và nó ít khi nó mang lại những cái mùi trong cơ thể.
và nó trừ những cái trường hợp chúng ta ăn rất là nhiều những cái loại thực phẩm nó có chứa nặng mùi, ví dụ như là tỏi nè, cà ri hoặc là hành, thì những cái loại đó thì lúc này nó sẽ được bài tiết chung với cái lạng nước, thì nó sẽ mang lại cái mùi nó hơi khó chịu nhẹ cho cơ thể của chúng ta thôi. Còn ngoài ra nó có một cái dạng tuyến mồ hôi khác là tuyến mồ hôi apocrine, là tuyến mồ hôi dạng dầu á, thì trong cái tuyến mồ hôi này nó ngoài cái việc là nó tăng tiết những cái nước ra, nó còn tăng tiết cả những cái thành phần ví dụ như là cholesterol nè, lipid nè, hoặc là hydrocarbon. Thì đây là một cái thành phần, một cái môi trường, một cái thức ăn rất là tuyệt vời cho cái dạng vi khuẩn, những cái vi khuẩn mà nó thường trú tại vùng da nách. Thì những cái dạng vi khuẩn này nó sẽ phân hủy, nó sẽ ăn những cái loại mà dầu hoặc là hydrocarbon này ra, và nó sẽ góp phần nó phân hủy, nó tạo ra những cái mùi hôi. Và đây là những cái thành phần rất là khó chịu đối với những cái người mà chúng ta gọi là mùi mồ hôi nách á. Thì cái thành phần này nó có di truyền hay không? Chắc chắn là nó có di truyền, bởi vì tùy vô những cái gia đình như là có anh trai hoặc là bố bị cái chứng mồ hôi nách, thì tất nhiên trong cái tuyến mồ hôi của họ sẽ chứa những cái thành phần như lúc nãy mình vừa nói, thì nó cũng sẽ di truyền cho cái đời con. Một cái tỷ lệ rất lớn những cái người con của những cái gia đình này cũng sẽ tăng tiết cái dạng mồ hôi nó cứ chứa lipid như chứa dầu, hoặc là nó chứa hydrocarbon, và do đó cái mùi hôi này nó sẽ gọi là truyền từ đời này sang đời khác. Tôi đã thấy là bạn Xuân Lâm cũng đang có muốn đặt câu hỏi cho bác sĩ Hưng đúng không ạ? Xin mời bạn. Vâng, xin cảm ơn MC Nguyên Khang. Dạ, thưa bác sĩ, tôi cũng gặp trường hợp tương tự giống như trong cái clip mình vừa xem. Dù là tôi làm nhiều hết thì vùng dưới cánh tay của tôi đổ rất là nhiều mồ hôi. Tôi cũng đã sử dụng rất là nhiều các loại mỹ phẩm lanh nách, khử mùi, nhưng mà hiệu quả thì không kéo dài được bao nhiêu, có kéo dài tầm cỡ từng 3-4 tiếng. Sau đó thì nó vẫn cứ đâu ở đó. Hôm nay gặp bác sĩ, mong bác sĩ tư vấn giúp dùm sản phẩm nào chỉ xài một lần thôi là nó có hiệu nghiệm liền. Nó ngăn mùi hôi và nó không làm cho vùng da dưới cánh tay của mình bị thô ráp, khó chịu. Thì cái cách của bạn khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm mà hóa mỹ phẩm rất là nhiều, tuy nhiên là cái việc là ức chế cái mùi mồ hôi nách nó không được kéo dài, mà trung bình là chỉ kéo dài khoảng tầm 3-4 tiếng. Thì cái nguyên nhân này là do mình đã sử dụng sai cái cách. Tại vì thật ra nếu mình sử dụng những cái loại mà lăn nách mà có nguồn gốc từ cái dạng mỹ phẩm á, thì thông thường những cái loại sản phẩm đó nó sẽ có chứa những cái mùi hương để nó át đi cái mùi hôi của cơ thể mình. Và ngoài ra thì trong những cái sản phẩm đó nó cũng có chứa một cái chất là chứa cồn á. Thì khi mình sử dụng cái loại sản phẩm đó trên những cái vùng da, đặc biệt là vùng da nách, nó sẽ ức chế được cái mùi mồ hôi mình trong vòng khoảng thời gian rất là ngắn, là do cái mùi hương nó át chế cái mùi hôi cơ thể thôi. Sau đó thì cồn nó có cái đặc tính là nó sẽ bay hơi đi. Và khi nó bay hơi đi thì đúng là cái thời gian gọi là cái sản phẩm nó có tác dụng trên cái làn da mình nó gần như là nó đã mất đi. Và do đó nó thể hiện là cái việc là bạn sử dụng cái thời gian nó không đạt được như cái mong muốn của mình. Thì cái cách để mình sử dụng một cái sản phẩm mà nó có thể đạt được cái mong muốn của mình á, là mình phải sử dụng một cái loại sản phẩm nó có, thứ nhất là tốt nhất mình sử dụng một cái loại sản phẩm lăn nách nó có nguồn gốc từ dược mỹ phẩm. Thì cái loại này có một cái đặc điểm là nó sẽ không chứa mùi và nó không chứa cồn, và thành phần của nó hoàn toàn chiết xuất từ tự nhiên. Ngoài ra nữa là cái tác dụng của nó vừa phải là ức chế được việc tăng tiết mồ hôi, đồng thời nó có thể khử được cái mùi của cơ thể mình. Và ngoài ra cái việc sử dụng của nó phải tương đối là dễ dàng, và nó có thể gọi là ức chế cái mùi hôi nách của mình, gọi là kéo dài ít nhất là trong vòng 72 tiếng, tức là tương đương với 3 ngày. Thưa bác sĩ, hiện nay thì thị trường của chúng ta có những loại lăn nách nào, và những cái loại lăn nách này nó có sự khác biệt gì không? Chúng ta sẽ phân loại khá nhiều những cái loại lăn nách. Thứ nhất, chúng ta phân loại dựa vào cái gọi là cái phân nhóm của nó. Thì lăn nách thứ nhất là cái dạng gọi là dạng mỹ phẩm. Thì trong cái loại lăn nách dạng mỹ phẩm này, nó sẽ chứa, thứ nhất là nó chứa những cái đặc điểm để mình nhận dạng nó đó. Đây là đặc điểm thứ nhất là chứa mùi hương. Có nghĩa là thông thường những cái mùi này nó là những mùi tổng mùi hương tổng hợp từ hóa chất. Và dạng thứ hai là nó có chứa cồn trong đó. Thì chính vì hai cái dạng này nó sẽ ức chế cái việc mùi hôi cơ thể bằng cách đó, là nó sẽ át chế cái mùi hôi của cơ thể, đồng thời là cồn nó sẽ đóng vai trò làm khô đi những cái tuyến mồ hôi nách. Tuy nhiên cũng chính vì đây nó có một cái nhược điểm là, thứ nhất là nó dễ gây cái tình trạng là kích ứng, những cái tình trạng là viêm nhiễm do việc cái mùi hương của cái sản phẩm nó gây ra. Dạng thứ hai nữa là chính cái dạng cồn này nó sẽ bị bay hơi đi, và do đó nó ít khi nào mà nó giữ được cái thời gian lâu, đa phần nó sẽ chỉ trong vòng khoảng tầm 3-4 tiếng. Rồi cái dạng thứ hai dựa vào phân loại những cái dạng mùi lăn nách, đó là cái gọi là lăn nách dạng dược mỹ phẩm. Thì lăn nách dược mỹ phẩm nó sẽ khác biệt với lại lăn nách mỹ phẩm ở chỗ thì nó sẽ có những cái nghiên cứu được nghiên cứu cho cái loại sản phẩm này, vì nó có cái dùng cái từ là dược á, nó sẽ có rất là nhiều những cái dạng
nghiên cứu về dược tính của nó. Đặc điểm thứ hai là thành phần của nó đa phần là được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, do đó nó cực kỳ an toàn cho cái người sử dụng. Và cái thứ ba là những cái lăn nách này, cái hiệu quả của nó thường sẽ kéo dài ít nhất là 72 tiếng, do đó khi việc mình sử dụng những loại lăn nách này nó sẽ mang lại cái cảm giác gọi là dễ chịu hơn và dễ sử dụng hơn. Ngoài ra thì mình sẽ có một loại lăn nách nữa, cái dạng xịt khử mùi trong cơ thể, thì những cái dạng này nó sẽ gọi là khi chúng ta sử dụng nó sẽ tương đối nó sẽ dễ chịu hơn, nó sẽ dễ sử dụng hơn. Tuy nhiên nó cái mùi hương của nó cũng ít khi nào mà nó có thể kéo dài được so với những cái loại lăn nách dùng mỹ phẩm. Như vậy thì với chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta thấy là lăn nách không mùi dược mỹ phẩm thì có những cái ưu điểm là giúp cho mọi người có thể nói không với tình trạng mùi hôi ở vùng nách, đúng không ạ? Như vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho mọi người biết những cái tiêu chí để người tiêu dùng có thể lựa chọn cái sản phẩm phù hợp, và đâu là cái lăn nách đáp ứng được những cái tiêu chí trên ạ? Thì một cái lăn nách mà dược mỹ phẩm mà nó đã đáp ứng được những cái tiêu chí thì thứ nhất nó sẽ có 4 cái tiêu chí. Thứ nhất là tiêu chí nó phải là cái tiêu chí tác dụng kép. Tác dụng kép ở đây nghĩa là nó sẽ gồm 2 tác dụng. Tác dụng thứ nhất là chắc chắn nó phải ngăn ngừa được cái việc là tăng tiết mồ hôi nách. Và cái thứ hai là cái thời gian sử dụng của nó sẽ phải kéo dài trong vòng ít nhất là khoảng tầm 72 tiếng. Tiêu chí thứ hai là cái thành phần của nó sẽ phải là chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn từ thiên nhiên, để nó mang lại cái việc là an toàn cho cái người sử dụng. Nó không gây những cái việc là kích ứng da tại những cái vùng mình đang sử dụng. Và một cái tiêu chí nữa là nó sẽ phải được thông qua bởi những cái cơ quan gọi là y tế có thẩm quyền, để cái việc người sử dụng hoặc là hoàn toàn họ tự tin trong vấn đề mà họ sử dụng những sản phẩm này. Cái tiêu chí thứ tư là tiêu chí chuyên biệt. Thì một cái sản phẩm chuyên biệt có nghĩa là nó sẽ phải phù hợp cho từng đối tượng. Đặc biệt ví dụ như là đối tượng nam thì họ sẽ phải sử dụng những cái loại lăn nách nó có khả năng ức chế tiết mồ hôi nách mạnh hơn. Và ở nữ giới cũng như nữ giới cái việc là tăng tiết mùi mồ hôi nhiều, hoặc là những người nữ mà cái việc là họ gần như họ không có mùi mồ hôi nách, hoặc là cái mùi mồ hôi của họ tương đối nhẹ nhàng thôi, thì những cái đối tượng này họ đều có phải sử dụng được, sẽ có những cái dòng sản phẩm chuyên biệt cho họ. Và cũng như là nó sẽ có những cái kích cỡ khác nhau, ví dụ như là nó những cái loại dạng nhỏ để tích hợp để mà có thể chúng ta cầm đi mang theo đi làm hoặc là đi du lịch để có thể sử dụng mỗi lúc mọi nơi, hoặc là những cái chai lớn mà nó thích hợp cho việc chúng ta sử dụng tại nhà sau khi chúng ta tắm, chúng ta vệ sinh xong. Thì tóm lại những tiêu chí này thì sản phẩm Acacelin, đây là một loại gì lăn nách dược mỹ phẩm, nó có xuất xứ từ châu Âu, nó được phân phối độc quyền bởi công ty dược phẩm Minh Gia tại Việt Nam, chứa gần như đầy đủ tất cả những cái tiêu chí mà tôi vừa kể trên. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Đúng là lăn nách dược mỹ phẩm không mùi đến từ châu Âu Acacelin, theo như tư vấn của bác sĩ nó rất khác biệt với những loại mà lăn nách mà tôi thường dùng. Chắc chắn là tôi sẽ trải nghiệm ngay sản phẩm này. Vâng, như vậy qua chia sẻ của bác sĩ Hưng thì có thể thấy là lăn nách không mùi đến từ châu Âu là Acacelin nhận được cái sự đánh giá rất là cao, không chỉ từ các chuyên gia mà còn đến từ người tiêu dùng trên khắp cả nước nữa. Thưa bác sĩ, như vậy thì chúng ta thấy là người tiêu dùng họ đánh giá cao về cái hiệu quả, cái độ tiện dụng cũng như là cái tính an toàn khi mà sử dụng cái sản phẩm này. Như vậy thì liệu cái việc mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm lăn nách này có trị dứt điểm được cái vấn đề bị hôi nách không ạ? Thì cho đến hiện nay, nó gần như chúng ta chưa có bất kỳ một cái loại sản phẩm nào có thể trị dứt điểm được cái chứng hôi nách. Thì cái việc mà chúng ta chấp nhận phải sống chung với nó. Tuy nhiên cái việc gọi là sử dụng sản phẩm Acacelin nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là trải qua, gọi là sống chung với cái chứng hôi nách này một cách dễ chịu hơn. Lý do là sản phẩm này nó sẽ chứa những cái thành phần. Thứ nhất, nó chứa thành phần gọi là muối nhôm aluminum. Đây là một cái thành phần nó sẽ giúp gọi là làm khô thoáng khi nó được gọi là thấm vào lỗ chân lông của chúng ta, nó sẽ làm ức chế cái việc là tăng tiết cái mùi hôi nách. Cái việc thứ hai là nó chứa cái thành phần chiết xuất từ hoa cúc. Đây là một cái thành phần rất là quan trọng, nó góp phần gọi là ức chế cái việc gọi là hoạt động của những cái vi khuẩn mà đang sinh sống tại cái vùng da nách, và nó là một những yếu tố quan trọng để mà ức chế cái việc hình thành ra cái mùi mồ hôi nách. Và ngoài ra nó còn chứa những cái thành phần khác, ví dụ như là vitamin B5, allantoin. Đó là những cái thành phần nó sẽ làm dưỡng cái vùng da từ vùng nách, khi chúng ta nó hạn chế được cái việc là chúng ta bị viêm nhiễm do cái chứng mồ hôi nách này gây ra, cũng như là việc chúng ta gọi là hạn chế được cái chứng gọi là thâm nách. Thì Acacelin được xem là một trong những cái gọi là sản phẩm hàng đầu trong cái việc là ức chế cái mùi mồ hôi nách trong cơ thể. Lý do Acacelin là một cái dạng gọi là lăn nách dược mỹ phẩm không mùi không cồn, do đó nó sẽ giúp cho việc chúng ta sử dụng sản phẩm này không bị kích ứng trên, và đặc biệt là đối với mọi loại da, kể cả những cái người đang mang thai và đang cho con bú,
Ngoài ra thì sản phẩm này cũng sẽ giúp cho cái áo của chúng ta mặc nó sẽ không bị ố vàng và nó sẽ có khả năng giúp cho chúng ta khử mùi được trong vòng 72 tiếng. Như vậy thì những người sử dụng cái lăn nách không mùi đến từ châu Âu Aquaseline, họ cần phải có những cái lưu ý gì trong cái việc sử dụng để đạt được cái hiệu quả cao nhất, và bác sĩ có thể chia sẻ cho họ những cái cách để sử dụng phù hợp không? Thì chúng ta để chúng ta sử dụng sản phẩm Aquaseline này để mà đạt được cái sự hiệu quả cao nhất thì thứ nhất chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta sẽ làm vệ sinh sạch sẽ trước khi chúng ta sử dụng sản phẩm, và đặc biệt là chúng ta nên sử dụng sau khi chúng ta vừa tắm xong và có thể sử dụng vào buổi tối. Đây là cái thời điểm mà cái tuyến mồ hôi chúng ta hoạt động yếu nhất, và kết hợp với việc chúng ta vệ sinh nách sạch sẽ thì sản phẩm nó sẽ có khả năng thấm nhập sâu vào bên trong những lỗ chân lông của chúng ta, nó có khả năng ức chế cái việc tăng tiết mồ hôi một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải là lưu ý là chúng ta sẽ mặc những cái áo gọi là cô tông, có khả năng thoát mồ hôi, nó giúp cho gọi là khô thoáng cái vùng cơ thể để hạn chế cái việc chúng ta tăng cái nhiệt độ trong cơ thể, hạn chế việc chúng ta tăng tiết mồ hôi quá nhiều, cũng như hạn chế được cái sự bí hơi trong cái cơ thể chúng ta để mà khiến những cái vi khuẩn nó phân giải những cái mùi hôi của cơ thể ra chúng ta ra. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tẩy tế bào chết một tháng một lần để giúp cho cái việc chúng ta thấm nhập những cái sản phẩm khi chúng ta sử dụng một cách tốt hơn. Và chúng ta cũng cần phải lưu ý là cái việc chúng ta sử dụng một sản phẩm Aquaseline nó phải sử dụng là đúng với từng đối tượng. Nếu chúng ta là nam, chúng ta sẽ sử dụng những cái loại sản phẩm Aquaseline có màu xanh dương. Đây là cái loại nó thích hợp với những người nam và nó có khả năng ức chế tuyến mồ hôi trong vòng 72 tiếng, do đó chúng ta sẽ sử dụng mỗi 2 tới 3 ngày một lần. Nếu chúng ta là nữ mà có việc là tăng tiết mồ hôi nhiều và mùi hôi, cơ thể nó cũng tương đối nặng mùi, chúng ta cũng thể sử dụng cái loại Aquaseline sản phẩm có những màu đỏ, và chúng ta các cách sử dụng cũng sẽ tương tự như những người nam, là chúng ta sẽ sử dụng mỗi 3 ngày một lần. Còn nếu chúng ta là phụ nữ mà cái việc là mùi hôi của chúng ta gần như là không có hoặc là nó cũng tương đối là nhẹ nhàng, chúng ta sẽ sử dụng cái loại gọi là Aquaseline có màu xanh lá cây, và thời gian chúng ta lặp lại trong việc chúng ta sử dụng là mỗi 24 tiếng một lần để giúp cho cái vùng da của chúng ta nó hoàn toàn là khô thoáng và dễ chịu nhất có thể. Và ngay cả đối với những người gọi là không bị hôi nách, chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này để nó giúp cho chúng ta có một cái vùng da dưới cánh tay nó hoàn toàn khô thoáng và dễ chịu, đặc biệt là đối với cái thời tiết ở Việt Nam chúng ta là thời tiết gọi là khí hậu rất là nóng ẩm và dễ dẫn đến cái chuyện là chúng ta đổ mồ hôi cái vùng da này. Thưa quý vị, như vậy thì đôi khi những cái vấn đề rất là nhỏ nhặt bởi vì nó phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người, có người ra mồ hôi nhiều, có người ra mồ hôi ít. Tuy nhiên nó lại là một phần khiến cho chúng ta cảm thấy rất lúng túng, khó xử trong vấn đề giao tiếp với mọi người. Hy vọng là những chia sẻ của bác sĩ Hưng sẽ giúp cho chúng ta tìm ra được cái giải pháp để chúng ta chữa trị một cách hiệu quả cái căn bệnh hôi nách này. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Aquaseline, lăn nách không mùi không cồn đến từ châu Âu, giúp nói không nỗi ám ảnh hôi nách, mùi hôi nách của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành cùng với chương trình. Ngoài ra quý vị có thể gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại đó là 1800 558 889, đây là số điện thoại miễn cước, hoặc quý vị có thể gọi điện 24/7 đến số điện thoại đó là 0896 509 509. Quý vị có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email đó là songkhoeavong@bacsitivấn.vn hoặc truy cập vào website bacsitivấn.vn. Lần nữa cảm ơn hai khách mời đã đồng hành cùng với chương trình này. Mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong những tập phát sóng tiếp theo. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau khi được bác sĩ tư vấn sử dụng lăn nách dược mỹ phẩm không mùi đến từ châu Âu Aquaseline thì tình trạng hôi nách tôi đã được cải thiện đáng kể ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Thay vì trước đây chỉ vì mùi hôi nách hay là nách áo tôi bị ướt sũng, tôi không dám giao tiếp nhiều, thì giờ đây tôi hoàn toàn tự tin giao tiếp với tất cả mọi người mà nách áo vẫn khô thoáng, vẫn không mùi cho đến tận vài ngày. Vì lăn nách dược mỹ phẩm không mùi đến từ châu Âu Aquaseline này được phân phối bởi đơn vị dược uy tín, cho nên tôi hoàn toàn yên tâm sử dụng. Lời khuyên của chuyên gia: lựa chọn sản phẩm hết ngay mùi hôi nách chỉ sau lần đầu dùng. 1. Lăn nách dược mỹ phẩm có tác dụng kép, vừa có công dụng trị được mùi hôi, vừa có tác dụng ngăn tiết mồ hôi, hiệu quả kéo dài đến vài ngày. 2. Lăn nách có thành phần thiên nhiên, an toàn để sử dụng lâu dài, không cồn, không mùi hay các thành phần độc hại nên không lo tác dụng phụ. 3. Lăn nách có các dòng chuyên biệt cho nam riêng, nữ riêng, phù hợp với tình trạng bệnh nặng nhẹ riêng biệt. 4. Lăn nách có xuất xứ rõ ràng, được kiểm chứng lâm sàng và được chứng nhận bởi cơ quan y tế có thẩm quyền là hiệu quả và an toàn cho mọi đối tượng. 5. Kể cả những người không bị hôi nách vẫn nên dùng lăn nách dược mỹ phẩm không mùi, không cồn này để vùng nách luôn khô thoáng, không mùi. Aquaseline, lăn nách không mùi từ châu Âu, ngăn mồ hôi, khử mùi hôi suốt 3 ngày. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.